Trong video này trên kho tư liệu xây dựng xin kính giới thiệu quý vị về tập của quá trình thi công hệ thống móng tại một cái nhà phố. Thì sau khi chúng ta tiến hành tháo giải nhà cũ xong này, ta đã ép cọc và đào đất móng xong, thì chúng ta sẽ thi công những cái hệ thống nào mà bên dưới trước, chúng ta sẽ thi công những cái hệ thống bên trên sau. Ví dụ như những cái hệ thống sâu bên dưới là ví dụ như những cái nhà cao chúng ta cũng không biết thang máy, thì ưu tiên thi công không biết trước. Thì tiếp theo chúng ta sẽ thi công hầm tự hỏi và tới đáy đài móng. Cái trên cùng chúng ta mới thi công xây những cái đà kỳ ngang dọc. Thì đây là chúng ta đang tiến hành quá trình thi công hầm tự hỏi. Các bạn có thể quan sát là chúng ta hệ thống dây nhợ chúng ta đã giăng ra để thi công cái hầm tự hỏi. Thì những nhà thầu khác hoặc là những cái đơn vị khác thì cũng không có chú tâm nhiều vì cái kích thước hình học hay là cái vị trí của hầm tự hỏi, nhưng mà các bạn cũng phải xây cho nó đều đẹp để đảm bảo độ thẩm mỹ. Thì trước khi xây chúng ta đã căng những cái dây trục, chúng ta kéo những cái dây trục rất là thẳng từ trong ra ngoài để chúng ta định vị các vị trí của hầm tự hỏi một cách chuẩn nhất. Hôm qua chúng ta đã thi công đổ bê tông cái phần đáy móng. Thì đáy móng chúng ta sẽ dùng một lớp sắt phi 12A150, chúng ta đã đổ dày 15 phân. Dày đáy móng bên dưới rồi, các bạn thấy công nhân chúng ta đứng rất là cứng cáp bên dưới. Chúng ta đang dọn vệ sinh sạch sẽ để chúng ta tiến hành xây. Thì nhà này chúng ta có hai cái hầm tự hỏi. Đây là cái hai nhà liền kề nhau. Chúng ta có những cái vách ngang giữa để chúng ta đi xuyên qua hai nhà. Sau này chúng ta nếu mà chúng ta không muốn xài, chúng ta sẽ ngang đôi ra, chúng ta có thể bán bớt một căn để chúng ta trang trải chi phí. Thì sau khi chúng tôi đã kéo cái dây nhợ thiệt thẳng và chúng ta định vị xong thì chúng ta tiến hành xây. Chú ý xây cái hầm tự hỏi mới thay bằng gạch đinh. Đó, ta đang xây bằng gạch đinh rất là thẳng đẹp. Một là chúng ta xây giống như các anh thợ đang xây, là chúng ta không cho bên trong, không cho hụt tim cán bộ chúng ta vết trám bên ngoài, tức là mọi cách nào để cho không bị hồ, không bị nước bên ngoài tràn vào bên trong. Càng dày kéo xây rất là thẳng đều đẹp. Xây toàn bộ bên gạch đinh, mọi người thấy những cái mỏ hóc chúng ta chừa ra nè. Đây là cái vị trí mà chúng tôi để làm xây cái ngăn lắng lọc. Chứa thì chúng ta sẽ để rất là rộng, lắng lọc thì chúng ta để nhỏ thôi. Thì này cũng để chứa nước thôi, nước để từ bên hầm chứa chúng ta đi qua bên này để cho lắng, và qua bên ngăn lọc để cho lọc ra bên ngoài. Di chuyển cái vật tư, dọn dẹp vệ sinh, kéo dây và bắt làm xây. Xây xong thì chúng ta sẽ chắc hồi dầu và chúng ta tua khỉ. Xây xong rồi mọi thì chúng ta tiến hành thi công phần móng tiếp theo thôi. Bên trên chúng ta đã chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ thi công xây phần móng. Video này cũng ngắn, ta đang tiến hành thi công những cái xây. Và sẽ dùng to để xem thầy đang tiến hành xây những cái bể từ hỏi.